Cuối tuần mưa bay lất phất và mây trắng răng răng. Em đến thăm anh vì trời mưa mãi nên không kịp về. Bên anh em lặng nhìn bầu trời và ánh mắt mộng mơ. Sợ người yêu khóc khẽ khẽ bên tai, anh kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng trên thiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng. Thiên quốc đang vui, một nàng tiên nữ làm rơi ly ngọc ngà. Đang say nên trời bèn đò đầy nàng tiên xuống trần gian. Làm người dương thế không biết bao lâu mới được quay về trời. Em ơi, nàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mưa bay nhiều. Và vì thương trần thế yêu kiếp song phong sương, nên dù rằng một hôm thiên sứ người sai gom mây hồng làm xe đưa tiên về. Tiên nói dối, tiên còn đang giận trời và tiên không về đâu. Nàng tiên giáng trần tung đôi cánh trắng và đang ngắm mây bay. Em đứng bên anh nguyện thầm mưa mãi cho tiên đừng về. Tiên ơi, nếu mà trời gọi về thì tiên có về không? Mỉm cười tiên nói, tiên thít dương gian với chiều mưa thật buồn. Và vì thương đời linh yêu kiếp song phong sương, nên dù rằng một hôm thiên sứ người sai gom mây hồng làm xe đưa tiên về. Tiên nói dối, tiên còn đang giận trời và tiên không về đâu. Nàng tiên giáng trần tung đôi cánh trắng và đang ngắm mây bay. Em đứng bên anh nguyện thầm mưa mãi cho tiên đừng về. Tiên ơi, nếu mà trời gọi về tiên có về không?
mỉm cười tiên nói, tiên thịt dương gian với chiều mưa thật buồn. Mỉm cười tiên nói, tiên thịt dương gian với chiều mưa thật buồn.